chuyên việc đến Đại Minh triều, trở thành thợ một hoàng đế Chu Do giáo. Trẫm đã đi tới Đại Minh, vậy trẫm liền có nghĩa vụ để cho Đại Minh ta quan diệu tứ hải, vạn tái thiên thu. Hoàng gia, hung đình bậc ở Đông Hải chém một cái làm loạn ác long, đặc biệt tiếng cống long châu. Ác long. Viên ngọc trồng. Giáo viên. Không bình thường lịch sử văn, xin chớ tích cực. Vũ lực chỉ là làm nền, lấy đấu trí làm chủ. Tiểu thuyết máu chốt ký đến tại thần thoại minh mạc vô đạn cửa sổ, ký đến tại thần thoại minh mạc TXT toàn tập đao loa, ký đến tại thần thoại minh mạc mới nhất chương Độc. Chương 1 Thần thoại cuối nhà Minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Thần thoại cuối cùng hoàng gia, hùng đình bậc đại nhân tiến cống một viên long châu. Nhận lấy đi Một thiếu niên mặc ngoại bào màu vàng, trên ngoại bào theo hoa văn rồng phất phất tay nhìn xa xa trắng xóa tuyết trắng tào nghị trong lòng cũng là trắng xóa một mảnh mê man xuyên qua tới đã một tháng thế giới này tình huống hắn cũng hiểu được bảy tám nhưng là hiểu rõ càng nhiều tào nghị tâm lại càng lạnh hắn xuyên qua xuyên qua còn chưa tính hết lần này tới lần khác xuyên qua thành chu do giáo minh triều nổi danh cái kia đoạn mệnh hoàng đế thợ mộc hoàng đế chu do giáo vốn xuyên qua thành chu do giáo tào nghị cũng không cảm thấy có cái gì không tốt tuy nói là cuối thời minh nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng đế trẫm tức hoàng đế của quốc gia lúc ban đầu hoảng loạn vài ngày sau tào nghị cũng liền tiếp nhận sự thật mình biến thành chu do giáo mặc dù là cái đoạn mệnh hoàng đế nhưng hắn đường đường một cái xuyên việt giả có hậu thế tất cả kiến thức hơn nữa lịch sử tiên tri tiên giác nghịch thiên cải mệnh còn không phải dễ dàng nếu còn có thể bị hoạn quan cùng đông lâm đảng mất quyền lực vậy hắn còn không bằng học đệ đệ hắn sùng trinh hoàng đế sớm một chút tìm gốc cây lệch cổ thụ tự treo cành đông nam được nhưng là vài ngày sau chu do giáo liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều thế giới này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy thế giới thay đổi trở nên hắn cũng không dám nhận ước chừng ở giữa thời nam tống lịch sử rẽ vào một khúc cua lớn trên thảo nguyên mông cổ bầu trời đột nhiên nứt ra mấy trăm khe hở thật lớn linh khí vô tận từ trong khe hở phun trào ra sau đó thế giới bắt đầu không ngừng biến lớn Tuy rằng Chu Do Giáo không biết lớn hơn bao nhiêu, nhưng dựa theo tin tức hắn nắm giữ trước mắt, ít nhất lớn hơn gần 10 lần, hơn nửa linh khí bộc phát, khiến cho toàn bộ thế giới từ nay về sau tiến vào thời đại tu hành, được lợi đầu tiên chính là người Mông Cổ. Thiết kỵ Mông Cổ chinh phục thế giới, người được lợi thứ hai chính là Nam Tống, dựa vào nền văn minh tiên tiến, Nam Tống cũng từ sau vượt lên trên, cho dù thiết kỵ Mông Cổ vô địch thiên hạ, vì tiêu diệt Nam Tống, thiết kỵ mông cổ uy hiển hách cũng tử thương hầu như không còn chiếm lĩnh trung nguyên đại địa không tới trăm năm liền bị chạy về đại thảo nguyên lão tổ tông nhà hán Trung nguyên chương thừa cơ mà lên thành lập đế quốc đại minh đến nay đã hơn hai ngàn năm trăm năm hiện giờ cũng đã mặt trời sắp lặn hoàng gia ngài đã một tháng không vào triều các đại thần nghị luận sôi nổi ngụy trung hiền cẩn thận từng ly từng tí nói từ một tháng trước sau khi hoàng đế khỏi bệnh tự như thay đổi thành một người khác, vốn không thèm để ý tu hành, hiện giờ trở nên cực kỳ nhiệt tình, ngay cả công việc một vốn cực kỳ trầm mê cũng gần một tháng không đụng vào, nếu không phải biết hoàng đế có khí vận hồ thể, không có khả năng bị người đoạt xá, hắn cũng phải hoài nghi chu do giáo có phải bị người đoạt xá hay không. Nhìn thoáng qua ngụy Trung Hiền, chu do giáo nhịn không được thở dài, nếu như nói xuyên qua đến cuối thời minh là cấp địa ngục bắt đầu, như vậy hắn chính là cấp vượt sâu bắt đầu, sâu không lường được loại kia nếu như là bình thường minh mạc như vậy hắn còn có thể đem ngụy trung hiền thả ra cắn người hiện tại cái thế giới này ha ha hắn hôm nay dám đem ngụy trung hiền thả ra cắn người ngày mai những người đó liền dám đem ngụy trung hiền hủy đi sau đó đổi linh hồn đưa trở về hiện giờ cẩm y vệ và đông xưởng cũng giống như chó bị buộc trong lồng một chút tác dụng chấn nhiếp cũng không có trẫm biết rồi phân phó đi xuống ngày mai sớm triều chu do giáo phất phất tay mặc dù biết thượng triều cũng không thay đổi được bao nhiêu, chu do giáo vẫn muốn dạy dụ một chút, thiên phú tu luyện của hắn tương đối cảm động, mạnh mẽ tu luyện một tháng, dưới sự phụ trợ của đại lượng thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng cảm ứng được linh khí, đời này nhiều nhất cũng chỉ trình độ của sáu bảy phẩm võ giả, người tu hành đại minh chia làm võ giả cùng văn sĩ, đẳng cấp của hai người phân chia không nhiều lắm, cửu phẩm tới thất phẩm là hạ phẩm, lục phẩm. Tới tứ phẩm là trung phẩm, Tam phẩm tới nhất phẩm là thượng phẩm, nhất phẩm, võ giả là võ tôn cùng võ thánh, văn sĩ lại là á thánh cùng chí thánh. Lấy tư chất của hắn, muốn dựa vào vũ lực cá nhân nghịch thiên cải mệnh là không cần nghĩ, dựa vào thủ đoạn chính trị có lẽ còn có chút hy vọng. Ngày hôm sau, chưa đến canh năm, sắc trời vẫn tối tăm như cũ, mà các văn võ đại thần ngoài phụng thiên môn đã toàn bộ đứng ở trong gió lạnh chờ đợi, phân biệt rõ ràng. Không có ai ồn ào cũng không có ai châu đầu ghé tai, tất cả đều đứng bất động, chỉ có gió lạnh vù vù rung động. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng đối với các đại thần mà nói, chút rét lạnh này cũng không có ảnh hưởng gì, có thể đi lên triều đình, ít nhất cũng là cường giả ngũ phẩm, không có tu vi ngũ phẩm, ngay cả tư cách lên triều cũng không có. Khi mặt trời từ trong tầng mây chậm rãi dâng lên, ngoài cửa trưa trống chuông tề minh, một người làm công đi nhanh tới cửa đại điện, đối với văn võ đại thần trong gió lạnh cất cao giọng nói. Tuyên. nghe được thanh âm làm việc, văn võ bá quan nhau nhau xếp thành hàng, từ dịch môn tả hữu ngọ môn tiến vào, qua cầu kim thủy, vào điện thái hòa, dựa theo phẩm cấp văn võ phân ra hai bên trái phải. người dẫn đầu văn quan là thủ phụ nội các đại học sĩ lương nhất vĩ, người dẫn đầu võ quan là anh quốc công trương duy hiền. chu do giáo chậm rãi đi tới long ý trước, văn võ bá quan nhau nhau không lưng hành lễ, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái Khanh bình thân. Chu Do Giáo hai tay hư đỡ, đối với văn võ bá quan chỉ là hành lễ, mà không phải hành lễ quỳ lạy, hắn cũng không ngoài ý muốn, đây là thế giới vĩ lực của cá nhân tập trung vào bản thân, có thể không lưng hành lễ đã là chuyện cực kỳ tôn trọng, muốn cho một đám cường giả có thể lên trời xuống biển hành lễ quỳ lạy, lúc đầu mồ hôi mông cổ vô địch thiên hạ. Thành các tư hãng cũng không dám làm như vậy. Tạ bệ hạ. Văn võ bá quan trong miệng hô sau đó đứng thẳng dậy. Có việc khởi tấu. Vương An ở bên cạnh cao giọng hát, mà Chu Do Giáo thì trực tiếp ngồi xuống lông ỉ. Trong nháy mắt Chu Do Giáo ngồi xuống lông ỉ, một đạo thanh âm máy móc vang vọng trong đầu hắn. Phát hiện được vị trí hiện tại của ký chủ phù hợp với điều kiện ký kết. Hệ thống đang hoạt động, kích hoạt thành công, ký chủ hôm nay có thể tiến hành ký đến. Hệ thống Chu Do Giáo đồng tử co trục lại, trong lòng nhất thời chấn động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì ở tự cấm thành bên trong, hắn có Cửu Long Trấn Vận Đại Trận hộ thể, không ai có năng lực đem lời nói trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, mạnh hơn nữa cũng không được, trừ phi trước phá vỡ bao phủ toàn bộ kinh thành Cửu Long Trấn Vận Đại Trận, đây cũng là hắn xuyên qua sau, cho dù tính tình đại biến, cũng không có ai hoài nghi hắn nguyên nhân. Nhất định phải ở chỗ này mới có thể ký được. Chu Do giáo ý niệm vừa động, ở trong đầu thử thăm dò hỏi nơi khí vận hội tụ đều có thể ký được mỗi ngày một lần thanh âm máy móc mà lạnh lùng lần nữa vang lên sau đó liền hoàn toàn yên lặng vô luận chu do giáo hỏi như thế nào thanh âm cũng không có xuất hiện nữa chu do giáo trong đầu ý niệm chợt lóe hắn đại khái đã biết cái này hệ thống sở dĩ sẽ kích hoạt là bởi vì hắn ngồi lên cái này trương long ỷ đại biểu cho đại minh khí vận long ỷ chu do giáo suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng nguyên bản hắn đã gần như nhận mệnh tại cái này thần thoại minh mạc thế giới lấy hắn trước mắt năng lực căn bản không có bất kỳ cơ hội nghịch thiên cải mệnh bất quá hệ thống xuất hiện để cho chu do giáo thấy được một tia ánh trạng đông hệ thống ký chu do giáo thu hồi tư duy phát tán trong lòng mặc niệm nói chúc mừng chủ ký sinh ký được thành công đạt được tiểu thần thông huyết nhục hóa thân. Thanh âm máy móc mà lạnh lùng của hệ thống lại vang lên. Vô số tri thức liên quan đến huyết nhục hóa thân trong nháy mắt xông vào trong đầu chu do giáo, để cho hắn tại ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liên triệt để hiểu thấu môn tiểu thần thông này. Huyết nhục hóa thân tương tự như đại thần thông thân ngoại hóa thân, khác biệt duy nhất chính là thân ngoại hóa thân lấy thiên tài địa bảo làm cơ sở, tiềm lực có hạn, mà huyết nhục hóa thân lại lấy huyết nhục bản thân diễn hóa trở thành phân thân, Tìm lực càng lớn, bất quá làm tiểu thần thông, thần thông càng mạnh, hậu hoạn lại càng lớn. Hậu hoạn lớn nhất chính là bởi vì huyết nhục hóa thân là do tự thân huyết nhục diễn hóa mà đến, một khi rơi vào địch nhân trên tay, rất dễ dàng trở thành nguyền rủa môi giới. Nhìn thấy sơ hở này, chu do giáo không khỏi nở nụ cười, hắn thân mang toàn bộ đại minh khí vận, nguyền rủa hắn tương đương với nguyền rủa toàn bộ đại minh, chính là thánh nhân cấp cường giả đều phải bị cắn trả ngã xuống tiếp theo chính là dựng dục huyết nhục hóa thân sẽ rút ra một phần linh hồn bổn nguyên của hắn, một khi huyết nhục hóa thân vẫn lạc, bản thể của hắn cũng sẽ bị thương nặng. Các vị lão thiết, cầu đề cử, cầu sưu tầm o, o, hết chương này. Chương 2 Nguy hiểm tình cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 3 Cửu phẩm võ đạo cảm ngộ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Cửu phẩm võ đạo cảm ngộ chu do giáo ý niệm vừa động, kim giáp trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, tuy rằng thoạt nhìn là khôi giáp chất liệu kim loại, chu do giáo lại không cảm giác được nặng bao nhiêu, bất quá hắn rất rõ ràng lực phòng ngự của bộ kim giáp này, cho dù đứng bất động, không có tu vi thượng phẩm, căn bản đánh không phá được phòng ngự của bộ kim giáp này. Sau khi đánh giá kim giáp một phen, chu do giáo liền ném thiên nguyên kim giáp trở về không gian xám xịt trong đầu tuy rằng kim giáp này cũng không tệ lắm đặt ở bên ngoài cũng là bảo bối đánh vỡ đầu cũng muốn cướp bất quá chu do giáo cũng không thiếu loại bảo vật đẳng cấp này lão chu gia hán xuất hiện chu nguyên chương cùng chu lệ hai vị võ thánh tuy rằng hiện tại hậu đại không chịu thua kém bất quá bảo bối lưu lại vẫn là không ít nếu như là bảo khí nhất phẩm cấp bậc hoặc là linh khí bán thánh cấp bậc vậy còn đáng giá hán động tâm một hai chính là bảo khí tam phẩm. Trong mắt hắn, cũng là còn có thể. Ít nhất trong bảo khố tư nhân của lão chu gia hắn, loại bảo khí cấp bậc này số lượng không ít. Ngày hôm sau, bãi giá thái miếu. Ở Long Ý bị lừa bài vị thần chủ cho tới trưa, chu do giáo ra khỏi thái hòa điện, liền hướng ngụy Trung Hiền phân phó. Vâng, hoàng gia. ngụy Trung Hiền sửng sốt, bất quá cũng không hỏi nhiều, trực tiếp không người đáp, sau đó an bài trên kiệu chu do giáo lâm vào trầm tư từ tình huống hai lần lâm triều hắn cũng thiếu chút nữa sờ soạn quan hệ thế lực khắp nơi trên thanh triều đường trước mắt trên triều đình sinh động nhất chính là đông lâm đảng chiếm cứ gần nửa chức quan ngự sử ngự sử triều minh cũng không chỉ là miệng pháo một ngự sứ ngũ phẩm liền dám cùng đại thần nội các chống đỡ tiêu chuẩn chức vị thấp tiếp theo là chiếc đảng bất quá từ sau khi lãnh tụ chiếc đảng phương tòng triết bị đá ra khỏi cuộc thi thành thế của chiếc đảng đột nhiên giảm xuống đối mặt với sự hùng hổ dọa người của đông lâm đảng chỉ có thể cùng tề đảng sở đảng những đảng phái này đoàn kết nhất trí mới miễn cưỡng duy trì thế cục trước mắt tiếp theo là liêu đảng lấy lý gia liêu đông cầm đầu cũng là đảng phái duy nhất nắm trong tay có quân quyền không giống các đảng phái khác chỉ có thể thông qua phủ đô đốc ngũ quân gián tiếp nắm trong tay quân quyền cho nên vì tránh cho lý gia liêu đông không dứt trở thành phiên trấn thế lực cuối thời đường các bá quan triều đình có ăn ý nhất định, chèn ép quan viên lưu đảng. Kế tiếp là hệ võ huân, hệ võ huân trước mắt do anh quốc công Trương Duy Hiền cầm đầu, bất quá cũng là một số người bị chèn ép thảm hại nhất, chèn ép võ quan, cơ hồ là nhận thức chung của tất cả văn quan trong triều đình, ngoài trừ văn võ tương khinh ra, quan trọng hơn là lo lắng võ quan lại đoạt lại quân quyền. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có một ít treo đảng phái danh tiếng, trên thực tế chỉ là tán nhân quan viên, tỷ như lão sư của hắn Tôn Thừa Tông, tuy rằng treo đông lâm đảng danh tiếng, thực tế Tôn Thừa Tông cùng lương nhất cảnh, hàng khoáng càng tương tự, đơn giản là cùng một ít đông lâm đảng quan viên đi đến tương đối gần, liền bị treo lên đông lâm đảng danh tiếng, kỳ thật cùng đông lâm đảng lợi ích quan hệ cũng không sâu, thuộc về bị trói lên xe. Hoàng gia, Thái Miếu đến rồi. Ngụy Trung Hiền đi tới phía trước các đức sự trầm tư của Chu Do Giáo. Ừ, các ngươi chờ ở đây sau khi xuống kiệu chu do giáo phân phó một tiếng liền một mình đi vào thái miếu đi tới trước bài vị của các vị tổ tiên chu do giáo cũng không có lập tức đi ký mà là lần lượt dân hương nô tỳ bái kiến hoàng gia vừa dân hương xong một thanh âm khàn khàn trầm thấp từ sau lưng chu do giáo vang lên lưu công công không cần đa lễ chu do giáo xoay người lại liền thấy một lão thái giám tuổi già sức yếu đang quỳ trên mặt đất vì thế vội vàng đưa tay diều tạ hoàng gia lão thái giám thi lễ xong lặng lẽ đi tới phía sau chu do giáo yên lặng đứng liếc mắt nhìn lưu trung đứng ở phía sau mình chu do giáo trong lòng ấm áp lưu trung này là thái giám thủ hộ bên người gia gia vạn lịch hoàng đế của mình đừng nhìn hắn tuổi già sức yếu cũng là võ giả nhị phẩm thật sự chừng 10 tuổi đã vào cung bảo vệ hoàng thất đại minh mấy trăm năm lão nhân chân chính vì đại minh phụng hiến cả đời chính là bởi vì sự tồn tại của những lão nhân này cho dù hiện giờ hoàn quyền rơi xuống vẫn không ai dám mạo hiểm ý đồ chấp chưởng cung đình chỉ dám âm thầm mua chuộc cung nữ thái giám hệ thống ký tên chu do giáo thầm nghĩ trong lòng chúc mừng chủ ký sinh ký được thành công đạt được cảm ngộ võ đạo cửu phẩm hệ thống lạnh lùng mà máy móc thanh âm vang lên đồng thời đại lượng về cửu phẩm võ giả tri thức trong nháy mắt vọt vào trong đầu của hắn chu do giáo nhắm mắt lại yên lặng tiêu hóa tri thức trong đầu, mà Lưu Trung cũng yên lặng canh giữ ở phía sau hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Do Giáo mới chậm rãi mở mắt, trong mắt một vệt vui mừng chợt lóe lên, hấp thu nhiều như vậy cửu phẩm võ giả tri thức, hắn có nắm chắc tại trong vòng hai tháng đột phá cửu phẩm. Thái Hòa Điện, Lâm Triều Nhìn quan viên văn võ ầm ý thành một mảnh, Chu Do Giáo mặt không chút thay đổi nhìn, cũng không có ý tướng ngăn lại, lên triều sớm vài lần, mỗi lần đều là như vậy, trên cơ bản đều là từ lúc bắt đầu lên triều sớm liền ầm ĩ đến tán triều, tình huống nghiêm trọng một chút, không thể thiếu quyền cước cộng lại, cũng may đều là người tu hành, cũng không đến mức gây ra án mạng. Hệ thống, ký tên. Chu do giáo trong lòng mặc niệm. Chúc mừng ký chủ, ký đến thành công, đạt được. long khí thối thể. Thanh âm máy móc mà lạnh lùng của hệ thống vang lên. Chu do giáo còn chưa kịp phản ứng, một đạo khí tức kim quang lóng lánh trong nháy mắt xuất hiện ở trong thân thể hắn, cũng nhanh chóng thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn, chu do giáo chỉ cảm thấy cả người mình ấm áp, giống như mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác thoải mái làm cho chu do giáo buồn ngủ, không biết qua bao lâu, chu do giáo mới như tỉnh mộng lấy lại tinh thần, khí tức màu vàng trong cơ thể đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là toàn thân đều có một cổ. Thông thấu nói không rõ, mà linh khí vốn chỉ là mơ hồ cảm ứng được, thoáng cái thanh tí tách không ít. Chu do giáo mừng như điên, không nghĩ tới long khí thối thể này cư nhiên có thể cải thiện thiên phú tu luyện của hắn, thiên phú vốn của hắn cực kém, cũng vừa vặn đạt tới ngưỡng cửa tu luyện, trước đó hắn vẫn luôn tìm kiếm bảo vật cải thiện thiên phú tu luyện, đáng tiếc không thu hoạch được gì, cho dù trong bảo khố tư nhân của lão chu gia cũng không có loại bảo bối này, không nghĩ tới lại có thể ký được, trải qua lần này long khí thối thể, thiên phú tu luyện của hắn ít nhất có thể đạt tới tiêu chuẩn bình thường, thời gian đột phá võ giả cửu phẩm cũng có thể sớm hơn rất nhiều, hắn có cảm giác, nhiều nhất nửa tháng, hắn nhất định có thể đột phá. Mừng như điên một hồi, Chu Do Giáo đột nhiên phát hiện toàn bộ Thái Hòa Điện đều an tĩnh lại, tất cả quan viên không biết lúc nào, đều đình chỉ cãi vã, tất cả đều vẽ mặt tò mò nhìn hắn. Chu Do Giáo sửng sốt, sau đó liền thu hồi ý cười trên mặt, khôi phục sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu hướng Vương An bên cạnh nháy mắt. Nhận được ánh mắt của Chu Do giáo, Vương An cao giọng hô. Có việc khởi tấu, vô sự lui triều. Chúng thần cáo lui. Văn võ cả triều thi lễ xong, nhao nhao lui ra. Các vị lão thiết, cầu đề cử, cầu sưu tầm o o, hết chương này. Chương 4. Huyết nhục hóa thân, tạo kiên quyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác chương 5 Tinh thần sa sút Đông Hán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 6 Cáp Châu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 7 Gió nổi mây phun Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Gió nổi mây phun nghe xong lời đới ngạn nói, Tào Nghị rất có thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái, là một lão bánh quẩy, bất quá ngược lại là cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Hiện giờ Đông Lâm đã nắm giữ triều chính, ở trong kinh thành động thủ với bọn họ, chỉ sợ là giỏ trúc mút nước công giả trang. Suy tư một hồi, Tào Nghị mới cười nói. Không sai. Chính là tu vi kém một chút, đây là tam phẩm bảo đan. Địa nguyên đan, cầm hảo hảo tu luyện. Đem một bình đan dược ném cho đái ngạn, tào nghị lưng đeo hai tay đi ra đông xưởng nhìn thân ảnh tào nghị càng lúc càng xa lại nhìn địa nguyên đang trong tay một chút biểu tình đới ngạn thật là rối rắm a à, có tâm muốn gọi tào nghị lại nhưng lời đến bên miệng lại không hô lên được ý tứ của tào nghị hắn làm sao lại không hiểu rõ ràng chính là muốn hắn đứng thành hàng hoặc là đứng ở tào đốc chủ bên này hoặc là đứng ở đông lâm đảng bên kia đới ngạn rối rắm chính là đông lâm đảng bên kia chướng mắt hắn một cái đông xưởng thiên hộ vô dụng. Tào nghị bên này ngược lại là thành ý mười phần, vừa ra tay chính là tam phẩm bảo đan, nhưng là đứng tào nghị bên này nguy hiểm a à, đông lâm đảng bóp chết hắn một cái tứ phẩm võ giả, không so với bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Lại nhìn thoáng qua địa nguyên đang trong tay, đới ngạn cắn răng một cái, trở về phòng trực ban của mình, hắn thật sự là luyến tiếc đem đang dược trả lại cho tào nghị, một bình địa nguyên đang này, bằng được bổng lộc 10 năm của hắn, hắn phải 10 năm không ăn không uống mới mua nổi. Hơn nữa, hắn cho dù đem địa nguyên đang trả lại cho Tào Nghị, Tào Nghị cũng sẽ không cho hắn trái cây tốt ăn. Kết quả tốt nhất chính là bị Tào Nghị một cước đá ra khỏi đông xưởng. Đông xưởng cũng không phải là triều. Đình, đông xưởng là nhất ngôn đường của Tào Nghị, muốn bãi bỏ ai, liền bãi bỏ ai. Căn bản không cần thông qua sự đồng ý của bất luận kẻ nào. Thảm nhất chính là hắn làm ngàn hộ đông xưởng nhiều năm như vậy, đắc tội với người có thể bài xuất ra thành Bắc Kinh, có quan thân ở đây những người đó không có biện pháp với hắn nhưng mất quan, những người đó mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết hắn, dù sao đều là chết còn không bằng đi theo tàu nghị ăn ngon uống cây, ít nhất tàu nghị đủ hào phóng, chết như vậy đến trước mắt cũng không đến mức hối hận không kịp đem hồ sơ phòng số 6 tới đây, đới ngạn nói với một đương đầu bên cạnh vâng, thiên hộ một bên lật xem hồ sơ đới ngạn một bên ghi chép tư liệu về cường giả đông lâm đảng cùng với chuyện hắn cho là quan trọng, tuy rằng hắn cũng không cho rằng đi theo tàu nghị là có thể lật đổ quái vật khổng lồ đông lâm đảng này, nhưng ngay cả cá lên thất gỗ cũng biết nhảy nhóc một chút, muốn hắn cái gì cũng không làm, đứng chờ chết, hắn không thể làm được, hắn cũng là từ tận dưới chót một đường dết lên trưởng hình ngàn hộ, tâm huyết vẫn phải có. Chạng vạn tối, đới ngạn cầm một phần tư liệu, tìm được tàu nghị, đốc chủ đây là tư liệu ti chức sắp xếp lại. Đới ngạn cung kính đem một phần tư liệu thật dày đặt lên mặt bàn Tào Nghị. Là tư liệu gì? Tào Nghị kinh ngạc nhìn đới ngạn, tuy rằng hành động trước đó hắn đưa đang dược, có ý để đới ngạn lựa chọn đứng thành hàng, nhưng tốc độ đứng thành hàng này của đới ngạn tự hồ có chút nhanh. Hồi đốc chủ, đây là tư liệu về một số cường giả trong đông lâm đảng và một số tin tức đáng tin cậy từ ám phiên. Từ, đới thiên hộ vất vả rồi lật xem tư liệu đới ngạn sửa sang lại một chút tào nghị hài lòng nói đới ngạn quản lý đông xưởng nhiều năm như vậy tuy nói là không có lý tưởng nhưng cũng không phải đơn thuần không có lý tưởng sửa sang lại phần tư liệu này có thể tiết kiệm cho hắn không ít công phu đốc chủ nói quá lời đây là bổn phận của ti chức đới ngạn trầm giọng trả lời ngày hôm sau sáng sớm đới ngạn vội vã tìm được tào nghị vừa nhìn thấy tào nghị đái ngạn liền chắp tay nói đốc chủ, ti chức vừa mới thu được một cái cấp báo. Tào Nghị đang vùi đầu nghiên cứu tư liệu ngẩng đầu lên, báo cấp bách gì. Vừa rồi ám phiên ngoài kinh thành truyền đến một tin tức, ngoài cửa kinh thành có thêm một đám cường giả xa lạ. Có ý gì? Tào Nghị nhướng mày, hắn biết đái ngạn sẽ không bắn tên không đích, nhất định là phát hiện cái gì mới có thể tới tìm hắn. Hồi đốc chủ, kinh thành là trọng địa kinh đô và vùng lân cận, cường giả vô số, dưới tình huống bình thường, ngoại trừ quan viên lui tới báo cáo công tác, cực ít cường giả xa là xuất hiện ở xung quanh kinh thành, bởi vì rất có khả năng sẽ dẫn phát địch ý của cường giả trong kinh. Hả? Lông mày tào nghị nhướng lên, vậy cậu có ý kiến gì không? Thuộc hạ hoài nghi bọn họ tới chặn giết đốc chủ. Đới ngạn cắn răng một cái, nói ra suy đoán của mình, đối với suy đoán này, chính hắn cũng không chắc chắn, nhưng hắn cảm thấy khả năng vẫn là không nhỏ. Ồ, vì sao tào nghị kinh ngạc nhìn hắn một cái hồi đốc chủ bởi vì đốc chủ tiền nhiệm đồ tây vĩ rất có khả năng chết trong tay đám người này lời này là thật sao tào nghị biến sắc đốc chủ đông xưởng đồ tây vĩ tiền nhiệm là cường giả tam phẩm hậu kỳ nhưng sau một lần xuất kinh liền sống không thấy người chết không thấy xác tinh nhuệ đông xưởng cũng mất tích đến nay vẫn không có tin tức dựa theo lời đới ngạn đồ Tây Ban Nha kể cả hơn trăm tinh nhuệ đông xưởng là chết ở trong tay những người này, ngay cả tin tức cũng truyền không trở về, như vậy thực lực của những người này, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, ít nhất có một cường giả cấp bậc khác tồn tại, nếu không, đồ Tây Ban Nha không đến mức ngay cả tin tức cũng truyền không trở về. Hồi đốc chủ, thiên chân vạn sát, trước khi đốc chủ tiền nhiệm rời kinh làm việc, đông xưởng liền nhận được tin tức nói, ngoài kinh thành xuất hiện một đám cường giả xa lạ, chỉ có điều lúc ấy không ai nghĩ tới, lại có người dám chặn giết đốc chủ đông xưởng chờ phát hiện đốc chủ tiền nhiệm mất tích muốn tra cũng không có chỗ xuống tay hơn nữa thuộc hạ còn tự mình đến cửa thành kiểm tra phát hiện có cường giả tu luyện đồng thuật ngụy trang thành binh lính đang kiểm tra thực hư nhân viên ra vào kinh thành bổn đốc biết rồi đới thiên hộ vất vả rồi tào nghị thản nhiên nói đồng thời từ trong trữ vật giới lấy ra một bình chất lỏng màu xanh da trời phím nhẹ nhẹ tinh quang đây là một bình thiên tinh chi tuyền thanh trừ đang độc hiệu quả không tệ. Tạ đốc chủ. Đới ngạn nâng thiên tinh chi tuyền, vẻ mặt kích động, hắn cũng không nghĩ tới tàu nghị sẽ hào phóng như vậy, đến báo tin tức cũng có thể được ban thưởng. Nhìn bóng lưng đới ngạn rời đi, tàu nghị nở nụ cười, hắn sợ dĩ hào phóng như vậy, không phải nhiều tiền đốt, chỉ là vì thu phục đới ngạn, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng không biết hiện tại độ trung thành của đới ngạn cao bao nhiêu, nhưng ít nhất là một người có thể dùng bất quá nhớ tới đới ngạn cung cấp tin tức, tào nghị sắc mặt âm trầm xuống, hắn có nghĩ tới đông lâm đảng những người kia sẽ không đơn giản như vậy để cho hắn cầm quyền, bất quá hắn cũng không nghĩ tới những người đó sẽ cả gan làm loạn như vậy, lại dám phái người ở ngoài kinh thành chặn giết đông xưởng đốc chủ, cái này cùng khu vực tào phản chỉ là không có khởi binh mà thôi. Các vị lão thiết môn, cầu đề cử, cầu sưu tầm, cầu giới thiệu, tổ chức tam cầu o, o, hết chương này. Chương 8 các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Bạch hỗ trận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Dương Đông Kích Tây Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.